Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang của bên em. Bên em là chuyên về các loại bông, đặc biệt là hoa mẫu đơn và bông trang. Thì sáng hôm nay em sẽ review ngắn cái video gửi cho anh ở Đồng Nai, Bình Phước, Đồng Nai. Anh ở cây xăng ở Đồng Nai đã đặt bên em là 10 cây bông trang trắng lá nhỏ, và anh lưu ý là phải có bông đều đều giúp anh đặng anh về làm thuốc. Nhưng mà hiện tại thì bên em có bông thì nó cũng rải rác nha anh, tại vì màu trắng nó cũng chậm lớn và chậm ra bông. Đây là cái lô bông của bên em, em chuẩn bị gửi cho bên anh đây. Rồi anh xem coi có gì thì bình luận bên dưới giúp em nha anh. Cảm ơn anh và chúc anh có một ngày làm việc vui. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chúc cả nhà có một ngày thiệt là an lành. Bye bye.